Mến chào quý anh chị, hôm nay lại tiếp tục xuất hiện một căn nhà vườn. Mà cái căn nhà vườn này nó sẽ được nằm trên mặt tiền đường nhựa 6m nha quý anh chị. Đường thông hai hướng luôn, dân đường rộng luôn. Như quý anh chị mình có xem trước cái màn hình thì đây chỉ là một cái góc nhỏ của một cái căn nhà vườn của mình thôi nha quý anh chị. Với tổng diện tích đất của mình lên tới 299m2, full thổ cư 100% để gửi đến quý anh chị mình nha. Đây là một cái góc nhỏ và một căn chòi để cho cô chú anh chị mình những dịp cuối tuần thì mình rủ bạn bè, anh em hoặc là gia đình mình về xung quanh mình ăn uống ở khu vực đây rất là tiện luôn nha quý anh chị. Đó, ở đây trong cái khu đây thì bên đơn vị chị Nguyễn đã trồng full những cái cây ăn trái cho cô chú anh chị mình rồi. Trước mặt căn chòi này sẽ cho mình một cái hồ tiểu cảnh ở khu vực đây về mình có thể săn sóc lại và mình thả những cái chú cá nuôi khu vực đây nha quý anh chị. Và căn nhà vườn của mình được tọa lạc tại trên đường cộng đồng Lộc Trung, ngay xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, một cái huyện tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và cái căn đường đây thì mình đường thông hai hướng nha quý anh chị. Mình có thể đi hướng đường quốc lộ 50, mình di chuyển xuống cái mẫu nhà vườn này. Thì hướng quốc lộ 50 mình đi xuống á, thì mình có thể đi tới ngã tư Gia Bảo và mình vẹo xuống cái đường 835. Mình di chuyển thì tới cái đường cộng đồng Lộc Trung, mình thì rẽ tay phải đi vào. Thì đi vào khoảng thêm khoảng 700m nữa là sẽ tới căn nhà của mình. Ở đây thì khu vườn đây thì bên đơn vị chị Nguyễn thiết kế rất là độc lạ. Đường ô tô, xăng ô tô, tìm đâu ra nữa quý anh chị. Đó, với pháp lý sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngay. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình ra, tiến ra ngoài xăng để mình có thể khám phá sơ cái khu dân cư và cái đường xá đi vào căn nhà của mình nha quý anh chị. Và đây sẽ là một cái mặt diện của gia đình mình nằm trên mặt đường 6m này quý anh chị, đường thông hai hướng, dân cư đông nữa. Hướng bên tay trái chị Nguyễn là mình có thể đi hướng về cầu Cần Giuộc mới, và hướng tay phải là mình có thể đi ra đường tỉnh lộ 835 nha quý anh chị. Đó, đường này rất là tiện, xe cộ chạy thì cũng khá là đông. Cái xung quanh đất của mình thì được bên đơn vị em cũng đã xây hàng rào che bọc xung quanh hết rồi, nên nó cũng khá là an toàn. Có điện nước đồ cũng đã vào chính thức của nhà nước hết rồi nha quý anh chị. Đây sẽ là một cái cổng rào của gia đình mình, sẽ cho mình là cái cửa hai cánh rất là dày dặn và chắc chắn nha. Ở phía vực khu vực này đó thì cũng được bên đơn vị gia chủ đã trồng cho những gia đình mình những cái cây cảnh thôi. Thì ở đây thì cỏ nó hơi mọc hơi nhiều, thì về quý anh chị mình về mình có thể tăng trang và xử lý lại nha quý anh chị. Đây là một cái mẫu nhà vườn rất thích hợp với cho gia đình nào đang cần tìm một cái căn nhà vườn để nhân dịp cuối tuần về mình về đổi cái không khí khói bụi ở Thầy Rò, mình về đây thoải mái và không khí rất là trong lành và yên tĩnh nha quý anh chị. Và cái căn của mình sẽ được bán với mức giá đúng 2.500.000.000, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp chính chủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình luôn nha. Hãy nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn hoặc là kết bạn Zalo với chị Nguyễn sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình xem quan sơ một cái căn nhà được bên anh gia chủ có tặng full nội thất cho cô chú anh chị mình rồi. Đó. Lớp cửa thứ hai sẽ là lớp cửa nhôm xung pha với kính là kính cường lực rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Gạch áo ngoài thì được gia chủ lót cho mình những cái gạch tàu nên rất là sạch sẽ luôn. Tiến vào trong sẽ cho mình là một cái không gian vô cùng rộng rãi, tặng cho mình những cái bộ bàn ghế cao cấp nha quý anh chị. Không gian phòng khách đây sẽ có một cái không gian cửa sổ nè, rất là thoáng mát. Và căn nhà của mình là có một cái hướng đông nam nữa nha quý anh chị. Đó, đây sẽ là một bộ bàn ghế gỗ và bên đây sẽ là một bàn ghế gỗ tròn. Đó, mọi người 8 ghế nha quý anh chị. Ở phía đây sẽ có một lối đi nữa. Tiến xuống đây sẽ là một cái không gian bếp cho gia đình mình nấu nướng ở khu vực đây nha quý anh chị. Không gian bếp thì bên đơn vị em cũng đã lắp đặt tủ bếp dưới rồi, thì không có lắp đặt tủ bếp trên. Về quý gia đình mình có thể lắp đặt thêm nha. Không gian cửa sổ đều đầy đủ luôn. Có một cái phòng ở không gian dưới này luôn nha quý anh chị. Cái phòng đây cũng khá là rộng rãi luôn. Đó, cái phòng đây cũng khá là rộng, có không gian cửa sổ đây. Đây thì có trồng cho mình những cái cây chuối đây. Đó, rất là mà tươi mát và không khí rất là trong lành nha quý anh chị. Gạch thì ốp tặng lên cao, trần là trần lá phong nha quý anh chị. Không gian nhà vệ sinh á thì bên đơn vị gia chủ sẽ thiết kế ở cuối dãy nhà. Đó, trong không gian nhà vệ sinh thì cũng sẽ đầy đủ tiện nghi cho cô chú anh chị mình sinh hoạt hàng ngày chung. Tại đây thì như bồn cầu, bồn rửa mặt rồi đó quý anh chị. Bồn rửa mặt thì bên đơn vị em sẽ thiết kế ở ngoài, nên rất là tiện cho cô chú anh chị mình sinh hoạt nha. Xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình nha. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn, lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn sẽ có báo giá tổng, giá công khai
sổ sách như nào chúng mình sẽ nói hết trên video cho cô chú anh chị mình nắm bắt kịp trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà. Thì chị Nguyễn cũng xin được phép nhắc lại là căn nhà của mình tổng diện tích đất là 299 m², full thổ cư 100%. Thì đã cắt cho mình những cái căn nhà vườn và trồng những cái cây ăn trái rất là tuyệt vời, và được bán với mức giá tổng luôn chỉ có 2.500.000.000 thôi nha quý anh chị, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp chính chủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Thì chị Nguyễn sẽ review lại sơ lại cái khu vực vườn dưới đây. Dưới đây thì sẽ làm cho mình một cái chòi ở đây nè quý anh chị. Về quý anh chị mình có thể tận dụng không gian chòi này, mình có thể làm cái văn võng trên đây nè, nghỉ ngơi cũng trên đây cũng rất là tiện. Ở dưới đây thì có cái bàn sẵn rồi, về quý anh chị mình có thể tận dụng tùy theo ý thích của mỗi gia đình mình. Chị Nguyễn thích nhất là những cái mẫu nhà vườn mà đường xá ô tô 4 chỗ 7 chỗ di chuyển ra vô thoải mái rồi nghe quý anh chị. Đó, như ở đây thì như quý anh chị cũng biết, ở đây thì một cái không khí rất là trong lành, không có ngột ngạt như ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý anh chị nào muốn xem thực tế và tiếp cái căn nhà này thì hãy gọi ngay qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình nha. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây. Chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình nha.